Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Tại thành Ca Phác Na Um ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cách riêng anh chị em trong ban văn hóa và ban truyền thông giáo xứ Thánh Tâm thân mến và các bạn trẻ rất thân mến. Chúng ta còn nhớ trong Chúa Nhật tuần trước, chúng ta đã chia sẻ với nhau một tâm tình của Thánh Phaolô. Anh em thân mến, tôi muốn kể từ ngày hôm nay, những người đàn ông có vợ hãy sống như không có. Những người đang khóc hãy sống như không khóc. Những người đang được hưởng dùng, hưởng thụ hãy sống như không có gì. Và chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau cái tinh thần có như không. Rất là tuyệt vời. Có lẽ chỉ những ai thật sự thấy được cái lợi ích lớn lao của nước trời, của Đức Kitô, như Thánh Phaolô đã nói: tôi chấp nhận mất hết và coi tất cả như rác rưởi để được Đức Kitô là mối lợi lớn nhất của cuộc đời tôi. Trong những ngày này, có lẽ các bạn trẻ cũng đã bị cuốn hút rất nhiều về hình ảnh của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Và đặc biệt là chiều hôm qua, khi chúng ta gọi là gục ngã ngay trước cửa thiên đường. Thế thì các cầu thủ của chúng ta có thể nói rằng là không đứng dậy nổi. Và tôi thấy người ta đăng tin, ông huấn luyện viên, thuyền trưởng của U23 Việt Nam đã nói rằng là không phải cúi đầu như thế. Nói rất là mạnh. Không việc gì phải cúi đầu như thế. Thế thì chúng ta thấy, cứ tự nhiên khi chúng ta thất bại, người ta gọi là gục ngã, thất bại là gục ngã. Một người thất bại mà thất bại trong những giờ phút gọi là tưởng chừng như là chiến thắng như thế, thì người ta có thể nói rằng là gục ngã, không có thể đứng dậy được. Cứ tự nhiên cái người thất bại là gục ngã. Thế nhưng mà thất bại mà vẫn đứng dậy mà đi được, cái tinh thần có như không, là quả thật là ông người ta vẫn nói rằng là ông thuyền trưởng huấn luyện viên người Hàn Quốc này đã thật sự là truyền cảm hứng, đã truyền lửa vào các tuyển thủ của Việt Nam của chúng ta. Khi mà chúng ta thất bại, cái thất bại nó gặm nhấm, nó làm cho chúng ta gục ngã. Thế nhưng mà nếu chúng ta có thể đứng dậy được, đó là bằng chứng chúng ta chấp nhận thất bại. Chỉ khi chúng ta chấp nhận được nỗi đau đó, thì nó mới có khả năng nó hóa giải được. Khi cầu thủ thất bại mà có thể đứng dậy được, thứ nhất, chấp nhận thất bại. Cái thứ hai, kìm nén được nỗi đau hay là sự nhục nhã. Và cái thứ ba, muốn nói với tất cả, tôi thất bại và tôi đứng dậy để làm lại từ đầu. Đây cũng là tinh thần có như không, rất là hay. Hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ với cộng đoàn, các bạn trẻ, tâm tình tiếp theo của Thánh Phaolô cũng rất là hay và cũng rất là lạ. Hôm nay xin được chia sẻ hai tâm tình. Tâm tình của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai và tâm tình của Thánh Bổn Mạng Thomas Aquino của chúng ta. Bài đọc thứ hai tôi xin lặp lại. Thánh Phaolô nói thế này: Thưa anh em, thưa anh chị em,
Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa. Họ tìm cách làm đẹp lòng người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời. Họ tìm cách làm đẹp lòng vợ. Thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, người đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời. Họ tìm cách làm đẹp lòng chồng. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, đặc biệt là những người chưa bước vào đời sống hôn nhân, chúng ta thấy câu này có ok không? Những người đàn ông mà không có vợ thì chuyên lo việc Chúa, còn người đàn ông có vợ thì lại phải lo cho vợ, cho con. Thế là chia năm xẻ bảy, họ chẳng còn thời gian nào để lo việc Chúa cả. Còn nếu mà thì giới trẻ chúng con, mấy đứa con gái chưa lập gia đình thôi, cứ ở vậy có thời gian phụng sự Chúa. Còn mà lấy chồng thì lại phải chiều chồng cách này, chiều chồng cách khác, cả thể xác lẫn linh hồn. Kính thưa cộng đoàn, có thể là nhiều bạn trẻ nói thế này, đầy đấy những người đàn ông không có vợ thì cũng là rượu chè lầy lội vậy. Đâu có phải là cứ là không có vợ là chuyên lo việc Chúa đâu. Rồi cũng đầy những cô gái không có chồng, đâu có nghĩa là toàn tâm là lo cho Chúa. Đôi khi là cầu đã xây xong mà chờ mãi người xây cầu có về đâu, thì đành là chị tôi chưa lấy chồng vậy. Cũng có thể nói như vậy. Hoặc là các bạn nói là trong danh sách 118 vị thánh tử đạo Việt Nam, đầy đấy những người đàn ông có vợ vẫn là thánh. Và bà Thánh Đê cũng là có chồng 6 người con, cũng vẫn là Thánh Đê thôi. Thế thì tư tưởng của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, những người đàn ông có vợ thì chuyên lo việc Chúa, còn những người có vợ thì lại phải lo cho gia đình, và như thế bị chia đôi. Tư tưởng này chắc chắn Thánh Phaolô không bao giờ muốn có một cái sự so sánh hay là chê bai giữa cái đời sống độc thân và đời sống gia đình cả. Thế nhưng trong tư tưởng này chúng ta có thể thấy hai cái ý lớn. Thứ nhất, việc chăm lo, chuyên lo, phụng sự Chúa là cái gì đó là quý giá. Thanh Thịnh có một câu: thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng tối cao. Một trong những cái điều mà làm cho con người là hãnh diện nhất, là vinh quang nhất, đó là được phụng sự ra về Thiên Chúa. Có lẽ ý thứ nhất Ngài nói là như vậy. Vì thế dẫn đến cái ý thứ hai, nếu như có một cái gì đó cản trở việc chúng ta phụng sự Thiên Chúa thì có lẽ tốt nhất là không. Nếu như lấy vợ mà làm cho anh không còn thời gian phụng sự Chúa thì tốt hơn không lấy vợ. Nếu như việc lấy chồng mà làm cho chúng ta đầu tắt mặt tối rồi đủ chuyện thế gian này, không còn thời gian phụng sự Chúa, thì tôi thiết nghĩ chúng ta không nên lấy chồng, để rồi chúng ta không có cơ hội để phụng sự Thiên Chúa. Có lẽ là cái ý chính của Thánh Phaolô là như vậy. Ngài muốn giới thiệu rằng là việc phụng sự, vì thế mà Ngài mới nói, tôi nói điều này không có phải là gài bẫy anh chị em. Không phải là gài bẫy, để rồi nghe theo đấy đấy. Ngài bảo rằng là người đàn ông không có vợ thì là thánh thiện. Thế thì nghe theo Ngài không lấy vợ thì cuộc đời thì đúng là gài bẫy. Không phải. Ngài nói tôi nói như vậy không phải là gài bẫy anh em, thế nhưng muốn gợi ý cho anh em một điều tốt để anh em gắn bó với Chúa hơn. Thế thì chúng ta chia sẻ cái ý tưởng này. Thế thì chúng ta, Chúa muốn chúng ta phục vụ Chúa. Người đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa. Chúa muốn chúng ta làm cái gì để gắn bó với Ngài? Hai cái này là một nhé. Chúng ta phục vụ mà không gắn bó, phục vụ Chúa mà không gắn bó với Chúa, rồi xem ra chúng ta đang phục vụ cái tôi, phục vụ cái danh của mình. Cái này là rất quan trọng. Nếu chúng ta phục vụ mà không gắn bó với Chúa thì cái đó là nguy hiểm. Chúng ta đang phục vụ vì một cái lợi ích nào đó. Thì theo như Thánh Phaolô, tôi muốn gợi ý một cái điều này, một cái điều tốt này để anh em được gắn bó với Chúa hơn. Thế thì Chúa muốn chúng ta phục vụ Chúa cái gì để gắn bó với Ngài? Chúng ta phục vụ cái gì để gắn bó với Ngài? Nói đến đây tôi lại nhớ đến một cái hình ảnh ngày xưa. Tôi có một người chị cả, chị cũng đã mất rồi. Và chị ấy có một cái giọng hát ru con rất là hay. Ngày xưa khi học văn chương thì các thầy cô vẫn cứ hay có những cái bài văn mẫu đó. Là những học sinh trong một cái quê hương chúng ta được nuôi dưỡng từ những lời ru
từ những câu ca dao của cha mẹ. Thế nhưng mà thực sự thì mình còn quá nhỏ, mình đâu có biết. Thế nhưng khi tôi bắt đầu lớn, học cấp 3 tôi xa nhà, thỉnh thoảng về nhà đó, thì tôi nghe được chị ru con rất là hay. Trong một buổi trưa vắng, thấy chị ru cái đứa bé con của chị nó bị sốt cao. Thế nhưng khi mà chị ru con hát những cái bài hát ru rất rất là tình cảm như vậy, mà đứa bé nó sốt rồi nó khóc. Nó cứ càng ngày nó càng khóc, càng ru nó càng khóc đến độ rồi nó không nghe được gì cả, nó khóc lớn quá rồi chị cũng khóc luôn. Người mẹ khóc. Hình ảnh đó rất là đẹp, rất là ấn tượng. Tôi mượn hình ảnh này để nói thế này. Thế thì đứa con làm cái gì để gắn bó với mẹ? Người mẹ muốn người con làm cái gì? Câu trả lời rằng là mẹ thương con, mẹ có lẽ là không có cần con làm cái gì. Mẹ chỉ muốn con nghe lời ru của mẹ để con được bình an và con đi vào giấc ngủ. Tôi mượn cái tâm tình đó để nói một cái điều lớn hơn. Chúa muốn chúng ta phụng sự Chúa cái gì? Nói thẳng, Chúa không cần. Chúa không cần chúng ta phục vụ Chúa cái gì cả, vì Chúa đầy đủ hết rồi. Những lời chúng ta ca tụng Chúa cũng không thêm gì cho Chúa cả. Thế nhưng điều Chúa muốn vì yêu đó là muốn chúng ta yên lặng, ngoan ngoãn ngồi đây nghe em, ngồi yên lặng để lắng nghe lời của Thiên Chúa. Lời ấy sẽ mang lại sự bình an cho tâm hồn, vì Chúa quá biết chúng ta đang sống giữa thế gian này. Bài đọc thứ nhất diễn tả được cái tâm tình này. Chúa nói với lại ông Mô-xê: từ giữa dân ngươi ta sẽ chọn một người, để một người là ngôn sứ như ngươi để nói lời của ta giúp cho dân. Đây là một điều rất mới mẻ và rất lạ. Chúng ta cứ nghĩ đi, người Do Thái người ta nói rằng chúng tôi không thể nghe được tiếng Chúa, chúng tôi không thể nhìn được vào đống lửa, chúng ta không thể đối diện được với những cái sấm chớp khi Chúa phán. Và Chúa nói: ta biết, và từ hôm nay ta sẽ chọn giữa ngươi một người để nói lời của ta. Vì thế từ ngày hôm nay con người có thể nói lời của Thiên Chúa. Đây là điều không thể tưởng tượng được. Con người nói lời của Thiên Chúa, lời đem lại bình an, lời trừ quỷ. Đây là một điều rất lạ lùng và cũng khó tin. Khi Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng, người ta nói rằng ông này là con ông thợ Giuse, con bà Maria đây, ở quê ở làng xóm với mình đấy, có cái gì đâu. Và người ta vấp ngã về người. Thế nhưng dĩ nhiên những ai lắng nghe thì thấy lời của Thiên Chúa lại được ở nơi con người. Chắc chắn là cái điều này muốn ám chỉ đến chính Đức Giêsu. Các bạn trẻ rất thân mến, chúng ta không lắng nghe lời Chúa ở đâu quá xa vời. Lời Chúa ngay chính các ngôn sứ, ngay chính Đức Giám Mục của chúng ta, ngay chính bề trên của chúng ta, ngay chính những người đang giúp đỡ của chúng ta đây. Nếu thật sự chúng ta để ý đến cách thức chúng ta lắng nghe, lời ấy sẽ mang lại sự dịu ngọt cho tâm hồn của chúng ta. Trong bài tin mừng chúng ta thấy khi Đức Giêsu bước vào hội đường, những ai lắng nghe và người ta cảm thấy sửng sốt, thế này là thế nào? Lời đầy cái sức mạnh và người nói đầy uy quyền. Thì đấy là điều Chúa muốn. Như người mẹ, điều mẹ muốn con ngồi đây nghe mẹ hát, nghe mẹ ru để tâm hồn con được bình an, rồi sau đó sẽ là những điều tốt lành. Thế thì điều Chúa muốn chúng ta được gắn bó với Chúa là thế, là chúng ta nghe. Như là ông Phêrô ông nói đấy, khi Đức Giêsu bắt đầu rao giảng, khi Đức Giêsu nói rằng ai ăn thịt và uống máu ta đấy, người ta nghe người ta nói lời gì mà chói tai thì người ta cũng bỏ đi. Chúa Giêsu nhìn lại các môn đệ, Chúa hỏi: còn anh em có muốn bỏ thầy mà đi không? Ông Phêrô nói thế nào? Bỏ thầy con biết theo ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống. Chính lời của thầy Giêsu làm cho chúng ta gắn bó với Ngài. Thế thì đấy là câu trả lời. Chúng ta phục vụ Chúa cái gì để chúng ta được gắn bó với Chúa? Chúa không cần chúng ta làm cái gì cả. Trước hết, chúng ta hãy lắng nghe lời Ngài. Chính lời của Chúa làm cho chúng ta không thể bỏ thầy được. Bỏ thầy con biết theo ai? Vì chỉ có thầy mới có cái lời quyến rũ, cái lời đó. Đây là tâm tình tôi muốn gửi đến tất cả cộng đoàn, cách riêng với các bạn trẻ. Trong cái bối cảnh ngày hôm nay chúng ta bị tạp âm rất là nhiều, chúng ta nghe quá nhiều, và chính bản thân tôi cũng bị cám dỗ nghe quá nhiều những cái thế gian, thậm chí cả những cái nhảm nhí. Chúng ta cần có thời gian để lắng nghe lời tỏ tình của Chúa Giêsu. Rồi tâm tình thứ hai là chia sẻ liên quan đến Thánh Bổn Mạng Thomas Aquino. Thánh Thomas Aquino là một người gọi là tiến sĩ các thiên thần.
Ngài có rất nhiều những pho sách và là người có thể nói đặt nền tảng cho triết học kinh điển cũng như là thần học kinh điển của giáo hội Công giáo chúng ta. Có rất nhiều câu danh ngôn, nếu các bạn trẻ lên trên mạng đánh là những câu châm ngôn của Thánh Thomas Aquino thì chúng ta sẽ thấy nhiều lắm. Tôi xin trích một câu thôi. Thánh Thomas Aquino nói thế này: Thiên Chúa dựng nên mỗi một loài hoa có hương sắc khác nhau. Cũng giống như con người chúng ta, Thiên Chúa cho mỗi người có một tài năng khác nhau. Chúng ta không phải hỏi rằng tại sao, nhưng chúng ta hãy sử dụng khả năng, sử dụng tài năng ấy một cách tốt nhất. Chúng ta không phải hỏi tại sao, nhưng hãy sử dụng tài năng ấy một cách tốt nhất. Thế thì kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta, Ngài phú bẩm trong lòng chúng ta những tài năng, những nén bạc rồi. Thế nhưng vấn đề quan trọng là chúng ta chôn vùi đấy. Chúng ta, xã hội ngày hôm nay người ta cần có những người truyền cảm hứng đấy, tức là con người có khả năng khơi lên những cái nén bạc trong lòng của mình. Tôi nói cho các bạn, lời của Đức Kitô sẽ khơi lên trong lòng chúng ta những nén bạc vô biên. Như Đức Kitô nói với ông Phêrô đó, anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho anh trở thành kẻ lưới người như lưới cá. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính Đức Chúa Trời.